Quốc Dũng. Cuộc đời người nhạc sĩ đào hoa nhất làng nhạc Việt, dù nhiều ngôi sao xin được làm vợ bé nhưng vẫn chọn ở lại với Bảo Yến. Quốc Dũng sinh năm 1951, ông bà cha mẹ của nhạc sĩ Quốc Dũng vốn gốc Nghệ An, nhưng qua Lào và Thái Lan làm ăn sinh sống. Chính những phiên chợ đường biên nhỏ bé đã kết duyên cho bố mẹ của ông nên vợ nên chồng, và sau đó, sinh ra ông trên đất Thái. Năm 1954, khi Quốc Dũng 3 tuổi, gia đình ông hồi hương trở về Sài Gòn sinh sống, theo lời kêu gọi của chính quyền miền Nam gửi đến kiều bào ở nước ngoài. Năm 10 tuổi, Quốc Dũng vào học tại Trường Quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn, đồng thời theo học nhạc trong ban tuổi xanh của kịch sĩ Kiều Hạnh. Hồi ông còn bé, trong nhà ông đã có một chiếc đàn mandolin. Chiếc đàn này dù đã cũ sờn nhưng nó lại là vật kỷ niệm được truyền từ đời ông nội đến đời bố. Và đây chính là nhân duyên đưa ông đến với âm nhạc và trở thành một thần đồng âm nhạc hiếm có của làng nhạc Việt. Chỉ mới 11 tuổi, Quốc Dũng đã tập tành sáng tác nhạc phẩm không lời. Đến 12 tuổi thì trở thành nhạc công đệm cho các chương trình âm nhạc thiếu nhi của đài phát thanh. Năm 15 tuổi, ông được đã trình diễn mandolin trên truyền hình trong dàn nhạc Đại Hòa Tấu. Năm 16 tuổi, ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc Pháp Tây Phương. Sau khi đỗ tú tài hai, Quốc Dũng vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh. Ở cái tuổi 17, cần nhiều hơn sự trải nghiệm, Quốc Dũng xin rời khỏi đài để tạo dựng cuộc sống riêng và trình làng ca khúc Đầu Tay Em Đã Thấy Mùa Xuân chưa nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Lúc ấy, ông mới vừa chia tay một người con gái ở Sài Gòn để quay lại miền Trung. Khi hồi tưởng lại ngày nói lời chia tay mưa giăng kín lối, khi áo của người tình ướt đẫm cả mưa và nước mắt, hai người như đám mây lạc lối trên bầu trời, không thể ở mãi bên nhau, nên đành phải nói xa nhau dù lòng vẫn nặng chịu nỗi nhớ và u sầu, cùng những vết thương không bao giờ lành. Nhớ lại giai điệu nhạc mà ông đã viết từ năm 11 tuổi, Quốc Dũng mới bật lên toàn bộ phần lời, hoàn chỉnh nhạc phẩm Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa với ca từ buồn ra diết. 3 năm sau kể từ khi ca khúc ra đời, Quốc Dũng bắt đầu phổ biến rộng rãi bài hát này. Ngay trong lần trình làng đầu tiên, với giọng ca đằm thắm của ca sĩ Dạ Hương và ban nhạc rót căn của nhạc sĩ Ngọc Chánh, Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa được công chúng đón nhận nồng nhiệt, giai điệu buồn, ca từ độc đáo đã trở thành hành trang của tất cả ca sĩ phòng trà Sài Gòn trong những tháng năm ấy. Thế nhưng, cũng chính vì sự não nung của bản nhạc mà trong suốt gần 20 năm sau đó, không ai chịu chọn Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa trong các chương trình băng đĩa nhạc xuân. Một sáng tác nữa của ông cũng rất nổi tiếng, đó chính là Lối Thu Xưa. Nhiều người tưởng đây là bài hát sau năm 1975. Tuy nhiên thực ra ca khúc này đã được sáng tác trước năm 1975 với tựa đề là Anh Không Dám Nói Yêu Em. Tuy nhiên lời bài hát ban đầu không được mượt mà. Vì vậy vào thập niên 1990, khi nhạc sĩ Quốc Dũng chơi thân với nhà thơ Nguyễn Đức Cường, nhạc sĩ đã nhờ bạn sửa lại lời cho bài hát, đồng thời đổi tựa để thành Lối Thu Xưa. Nhà thơ Nguyễn Đức Cường cũng là tác giả phần lời của những ca khúc nổi tiếng khác của nhạc sĩ Quốc Dũng, đó là Đường Xưa, Chuyện Hợp Tan, Hạt Mưa và Nỗi Nhớ. Hoàn cảnh sáng tác ca khúc Đường Xưa cũng là một câu chuyện đầy nước mắt. Người vợ đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Đức Cường đã đột ngột qua đời sau khi tổ chức hôn lễ được 2 tháng. Trong một lần về thăm gia đình nhà vợ, trên con đường quen thuộc ngày nào cả hai cùng chung lối, những kỷ niệm đầy ắp trong suy nghĩ. Trên con đường ấy, có một người con gái áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện một cách kỳ bí, với mái tóc buông dài như vợ mình lúc còn sống. Mỗi lần ông đưa tay dụi mắt thì người con gái ấy lại biến mất. Linh cảm như người vợ vẫn luôn đồng hành theo từng bước chân của mình. Nguyễn Đức Cường đã viết phần lời cho ca khúc Đường Xưa trong khi Quốc Dũng thì viết phần nhạc. Từ thập niên 1960, phong trào nhạc trẻ bắt đầu phổ biến ở miền Nam. Ban đầu là sự xuất hiện của các ban nhạc trẻ chủ yếu hát nhạc nước ngoài tại các club Mỹ. Sau đó, những giai điệu sôi động của nhạc ngoại bắt đầu gây được ảnh hưởng đối với giới trẻ Việt Nam. Vì vậy, từ cuối thập niên 1960 bắt đầu xuất hiện nhạc ngoại lời Việt để phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc pop rock bằng tiếng Việt của khán giả trẻ. Sang thập niên 1970, các nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà, Tùng Giang đã tiên phong soạn các ca khúc nhạc trẻ hoàn toàn bằng tiếng Việt và Quốc Dũng cũng góp mặt với những ca khúc nổi tiếng Mai, Cơn Gió Thoảng, Thoát Ly, Hoang Vắng, Điệp Khúc Mùa Xuân, Quê Hương và Mộng Ước, Bên Nhau Ngày Vui. Không chỉ thành công trong lĩnh vực sáng tác, Quốc Dũng còn là một ca sĩ, một thời cùng với Thanh Mai tạo thành một đôi song ca nổi tiếng nhất của nhạc trẻ Sài Gòn nhờ sự kết hợp của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Ngoài ra, nhạc sĩ Quốc Dũng có ca khúc tên là Mai rất nổi tiếng, cho đến nay vẫn có rất nhiều người nhầm tưởng ông viết ca khúc này cho Thanh Mai. Bản thân nhạc sĩ Quốc Dũng cũng chưa bao giờ xác nhận ông viết ca khúc này cho ai, nhưng ca sĩ Thanh Mai nói rằng cô gặp Quốc Dũng năm 1972, trong khi ca khúc Mai đã nổi tiếng từ năm 1971. Sau này,
ca sĩ Phượng Mai đã xác nhận cô có thời gian quen biết với Quốc Dũng và ông viết ca khúc này trong thời gian đó. Khi xuất hiện trên chương trình Paris by Night, nhạc sĩ Quốc Dũng nói rằng khi sáng tác ca khúc này, ông có quen với nhiều cô Mai khác nhau, nhưng cô Mai xuất hiện trong nhạc phẩm của ông thì không phải là một ca sĩ. Ngoài vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, Quốc Dũng còn là diễn viên, từng đóng vai nam chính trong bộ phim Trường Tôi của đạo diễn Lê Dân thực hiện năm 1973. Sau năm 1975, Quốc Dũng ở lại Việt Nam và bắt đầu sáng tác nhiều bài nhạc vàng nổi tiếng là Chuyện Hợp Tan, Ngại Ngùng, Chuyện Ba Người, Mắt Huế Xưa. Với khả năng sáng tác, biểu diễn và sử dụng thuần thục nhiều loại nhạc cụ, Quốc Dũng còn được xem là một trong những nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng nhất ở trong nước, đã thực hiện hàng trăm băng đĩa nhạc. Nhạc sĩ Quốc Dũng từng trải qua cuộc hôn nhân 6 năm với người vợ đầu. Năm 1982, ông gặp danh ca Bảo Yến lần đầu tại đài truyền hình thành phố. Cả hai đã phải lòng nhau ngay khi vừa chạm mặt. Tác phẩm bài ca Tết Cho Em cũng chính là tín vật cầu hôn mà nhạc sĩ dành cho Bảo Yến. Nhạc sĩ Quốc Dũng và danh ca Bảo Yến kết hôn vào năm 1987. Dù vấp nhiều ngăn trở từ gia đình nữ ca sĩ, cặp đôi có hai con trai là Khải Ca và Bảo Châu. Quốc Dũng được nhiều người nhận xét là rất hiền, nhưng cũng là người rất đào hoa. Bảo Yến từng nhiều lần nói trên truyền thông là cô đã từng rất buồn phiền vì Quốc Dũng yêu quá nhiều người. Lúc mới lấy nhau khoảng 3 năm, người yêu thứ nhất của nhạc sĩ đến tâm sự với danh ca Bảo Yến rằng cô ấy đã đau khổ thế nào, khóc ngày khóc đêm ra sao và muốn cạo đầu vì không chiếm được trái tim của chồng mình. Khi nghe vợ thưa lại, nhạc sĩ Quốc Dũng chỉ nói rằng đã rất ưu ái cho cô gái đó. Tuy nhiên do cô ấy đòi hỏi quá nhiều nên ông quyết định dừng lại. Sau này, Bảo Yến còn nhận được nhiều lời đề nghị xin làm vợ bé từ người tình của chồng. Cô chỉ biết đáp lại, không được đâu em, một là chị, hai là em, trong một gia đình không thể có hai vợ. Tình Khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào cũng là nhạc phẩm mà ông viết dành tặng cho một cô gái 18 tuổi khi quen trên Đà Lạt. Cô gái còn khá trẻ nhưng rất yêu Quốc Dũng và ông cũng thương mến người con gái ấy. Cả hai có một năm sâu đậm bên nhau thì Bảo Yến phát hiện, khi nghe vợ khẳng định, nếu anh chọn cô ta thì mất tôi, Quốc Dũng đã phải chọn rời xa cô gái đó. Theo nữ danh ca, bà là con gái Huế nên luôn đề cao quan điểm lấy chồng là theo chồng, nên dù Quốc Dũng có đào hoa thì bà luôn nhẫn nại đợi chồng hồi tâm chuyển hướng. Có lẽ vì mối tình nào cũng bị vợ ngăn cản, nên ông đã sáng tác ca khúc Chuyện Ba Người thay cho tiếng than thở của trái tim. Năm 2013, Quốc Dũng bị tai nạn giao thông, phải nhập viện điều trị dài ngày. Lúc này, Bảo Yến sau những ngày giận chồng bỏ đi, đã quay trở về bên ông để chăm sóc ngày đêm. Trải qua biến cố, nhạc sĩ thấm thía hơn về tình nghĩa vợ chồng, nên cuối cùng gương vỡ lại lành. Ở tuổi xế chiều, Quốc Dũng và Bảo Yến có cuộc sống kín tiếng, bình dị bên nhau. Ông đã sáng tác ca khúc Trái Tim Tội Lỗi để thay lời muốn nói với nữ danh ca. Năm 2023, đang trong lúc nói chuyện với vợ, ông tự nhiên nói với vợ rằng mình đã 72 tuổi, có thể ra đi được rồi. 4 ngày sau, Quốc Dũng chút hơi thở cuối cùng vào ngày 24 tháng 9 tại nhà riêng. Một đám tang bình dị được tổ chức ngay sau đó. Gia đình không nhận vòng hoa và phúng điếu. Ông để lại cho đời gần 100 sáng tác với nhiều thể loại khác nhau. Trong số đó có khoảng 50 ca khúc đã trở thành bất hủ, vẫn được khán thính giả nghe đi nghe lại mỗi ngày. Thay mặt cho khán giả của kênh Lịch Sử Hải Ngoại, xin được gửi những lời tri ân chân thành nhất dành cho nhạc sĩ Quốc Dũng. Nếu muốn nhận xét gì thêm, hãy để lại lời nhắn dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.